Bữa thì có nhiều anh em là em thấy comment trong TikTok á, thì có nhiều anh em kêu em làm cái khay 687 đi, là cây thục 687 đi, thì đây cũng là một cái dòng súng cắm. Nhưng mà bây giờ nói cắm nhưng mà em thấy là em vô chơi thì cũng đâu có ai kích mình đâu. Mình cứ đột kích bây giờ người ta cũng văn minh lắm, và đa số nha, trong game bây giờ là những cái anh em đã có tuổi rồi nên người ta cũng biết và người ta văn minh lắm anh em. Chỉ là mình đừng có vào cái rơm mà những cái rơm như là bắn chuyên, người ta tên rơm là nhiệt AK chẳng hạn, hoặc là rơm default chẳng hạn, rơm DF á. Anh em đừng có vô đó anh em bắn súng 687 thôi. Chứ em vô đấu đơn chơi rất là bình thường, vô đấu đội chơi cũng rất là bình thường, em cũng chơi bình thường nè. Mà chắc tại em gà nên người ta không kích thôi. Em đắn đo mãi và em suy nghĩ không biết là mình nên chọn cái dòng 687 nào, đang quay clip cho anh em coi đây. Thì sau nhiều thời gian suy nghĩ thì em quyết định là em chọn cái cây 687 CPS này. Cái dòng súng mà nhìn nó giống default á, thì cho cái trải nghiệm game nó thích thú hơn, nó giống thật hơn, đúng không anh em? Và đơn giản một điều là tại vì trong kho đồ của em có một cây 687 CPS thôi, chứ không có cây khác, nên em đành phải lựa chọn nó thôi. Rồi không đùa với anh em nữa. Thì có nhiều anh em nói là sẽ so sánh về cây này với cái cây bát Ares mà em đã làm ở những cái clip trước đó, thì so sánh này nó vẫn hơi khập khiễng anh em, nhưng mà em vẫn so sánh nha. Riêng em thấy á, thì mỗi cây dòng nó có một cái lợi thế khác nhau. Như dòng 687 này nè, nó có lợi thế là nó chính xác và nó không cần nạp lung, nhưng nó chỉ có 2 viên đạn thôi, bắn 2 viên xong thì anh em phải thay đạn. Còn cái dòng bát á, hoặc là dòng M37 á, tuy là nó anh em phải nạp lung bằng cái chuột phải, nhưng cái lượng đạn nó nhiều hơn, nó 7 8 9 viên lận, nên mình ít thay đạn, và khi mình vừa thay đạn mình nạp lung vô được luôn đó. Nên nó sẽ lợi thế cho anh em khi mà đông đối thủ hơn, có đông đối thủ tràn lại một lượt á, thì mình cầm bát hoặc là M37 mình sẽ thuận lợi hơn. Còn đối với cầm 687 này nè, nó ngon đó, nhưng mà nó có một cái bất lợi là 2 viên xong phải thay đạn, và đôi khi có khi là 2 viên chưa chết luôn anh em. Nếu hơi xa thì em thấy thì cái dòng 687 này nè, mình đi bắt lẻ, mình đi bắt đơn, mình bắt từng người nó sẽ hay hơn, nó sẽ ngon hơn đó. Và bắn những cái dòng thục này á, mình phải tính toán lắm. Thấy xa quá rồi mình phải tính, mình bắn người khác hoặc là mình núp mình chạy gì đó, chứ thật sự là không có bường bường lên được. Tại chắc là em chưa quen thôi, chứ em thấy là rất nhiều anh em bắn cái dòng này rất là hay. Và em nói thật luôn, em mỗi lần em nghe cái dòng súng này đùng đùng bùm bùm là em sợ rồi đó. Em nói thật, em nghe bắn đấu đơn mà em nghe từ xa nghe bùm bùm là em thấy sợ rồi đó. Bắn rất là khó chịu. Lúc đầu thì em định delay chung với một cái dòng lục thục luôn, dòng lục nhưng mà nó giống súng thục, nhưng mà bắn không được. Cây này thay đạn đã lâu rồi, móc cây kia ra màu mè nó lâu quá, địch nó bắn mình rách quần luôn. Và có lẽ là nếu mà cho em chọn á, tùy sở thích của mỗi người thôi, nhưng mà nếu em chọn thì em sẽ chọn dòng bát hoặc dòng M37. Tại vì súng mà, anh em thì thích dòng này, anh em thì thích dòng kia, mỗi người sẽ có một cái loại súng thích hợp với cái khả năng bắn của mình. Không nhất thiết anh kia bắn 687 hay thì tôi phải bắn 687 hay, và không nhất thiết là anh bắn bát hay thì tôi phải bắn bát hay. Cũng giống như là gì, một anh em, số anh em thích cầm tram, một số anh em thì lại thích cầm UBZ hồng chẳng hạn đó, nó như vậy. Mỗi dòng nó đều có cái ngon riêng. Và nếu so sánh về bát và 687 này thì em cho đồng điểm, cây này nó cũng có cái lợi thế riêng của mình hết. Rồi, chúc anh em xem video vui vẻ, nhớ cho em một đăng ký và một like nếu thấy anh em thấy hay ha. Và nếu anh em có thời gian, anh em có thể qua kênh YouTube của em thầy để ủng hộ em ha, em rất cảm ơn anh em.
Kill. Double kill. Multi kill. Double kill. Kill. Double kill. Multi kill. Double kill. Kill. Double kill. Multi kill. Double kill. Kill. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Double kill. Multi kill. Kill. Unbelievable. Let them all come.